Rồi, ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến kênh Great Game Mobile của mình. Và như vậy thì ngày hôm nay anh em ạ, ở bên server Âu thì đã chính thức là ra cái con tướng, cũng như là mở bán cái con tướng mới thuộc dòng hải tặc anh em ạ. Đó chính là em tướng là Jinbei, gọi là cựu thất vũ hải cũng như là cựu thuyền trưởng băng hải tặc mặt trời. Thì đây chính là tạo hình của Jinbei. Đấy, mình sẽ vào trong cái chỗ thư viện để anh em xem nhé. Thì hiện nay thì đây chính là tạo hình của Jinbei anh em ạ. Thì nếu như xét về tạo hình thì Jinbei hiện nay so với Jinbei thất vũ hải thì cơ bản là như nhau, chỉ khác nhau về mỗi cái trang phục thôi. Đây, chúng ta sẽ cùng nắm lại một chút đấy, cái tạo hình của em tướng Jinbei cũ nha anh em nhé. Đấy, Jinbei phiên bản thất vũ hải. Thì đây chính là tạo hình của Jinbei phiên bản thất vũ hải. Thì mình thấy ở đây khi mà con tướng Jinbei cũ nó làm như này thì anh em có thể quan sát được hết toàn thân của Jinbei này. Đấy, với một cái trang phục áo choàng màu xám xám như này, đúng không? Nhưng tuy nhiên là sang bên hải tặc đấy, khi mà theo băng của Luffy mũ rơm thì khả năng là gặp Sanji là được ăn nhiều quá hay sao, nhìn trông có vẻ là mập mạp và béo múp hơn rất là nhiều, đúng không anh em? Thứ hai là đứng này tràn hết cả vào màn hình, giá cả mà cho lùi lại một chút đấy thì nó sẽ ok hơn. Đấy, cái trang phục thì hiện nay đã có gọi là thay màu một chút, và cái hoa văn họa tiết đối với em tướng Jinbei là có thay màu trang phục và hoa văn họa tiết một chút, nhưng mà về cơ bản thì vẫn sẽ là như vậy. Rồi ok, bây giờ sẽ cùng đến với cái bộ kỹ năng của em tướng Jinbei và tạo hình cái bộ kỹ năng ấy, đánh thường, kỹ năng multi rồi kỹ năng một của Jinbei ấy, để xem là em tướng Jinbei của chúng ta là khi mà sang tướng UR ấy thì nó có quá là mạnh mẽ hay khác biệt gì không. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái phiên bản kỹ năng full HP nha anh em nhé, để anh em cùng quan sát luôn. Bởi vì nếu như các tướng UR thì chơi, và kể cả các con tướng bây giờ ấy, thì khi anh em chuyển sang thì phải full kỹ năng HP thì đánh nó mới ngon, và nhiều cái hiệu ứng nó mới xuất hiện ở trong cái con tướng khi mà full kỹ năng HP được. Rồi, đầu tiên là về các chỉ số cơ bản của em tướng Jinbei. Thì như vậy là chỉ số cơ tấn công là 22.294, như vậy là cao ngang với một các em tướng mà UR gần đấy nhất. Đấy, ví dụ như em tướng Nico Robin này, đấy cũng 22.294 anh em ạ. Như vậy là sức tấn công là cũng thuộc vào dòng top 1. Đó. Tiếp theo nữa là về tốc độ của em tướng Jinbei là 1.687. Như vậy tốc độ cao nhất hiện nay đang là 1.690, như vậy là nằm trong top 3 đấy, những cái con tướng có tốc độ cao ở trong cái con game kho báu truyền thuyết này nhá. Rồi bây giờ sẽ cùng đến với các cái kỹ năng của em tướng Jinbei. Khi kết thúc kỹ năng nào thì mình sẽ kết hợp mình lồng ghép cái tạo hình cái bộ kỹ năng của em tướng Jinbei nhá. Ok, vừa rồi thì anh em đã quan sát cái kỹ năng 1 của em tướng Jinbei rồi đúng không? Cũng khá là đẹp và khá là bắt mắt luôn. Rồi, bây giờ sẽ cùng check cái kỹ năng của nó này. Thì kỹ năng của em tướng kỹ năng 1 khi mà anh em nâng đến full kỹ năng HP thì nó sẽ tấn công một tướng hàng trước này, gây 289% sát thương. Và lượng sát thương này nó sẽ tăng thêm là 25% nếu như lượng máu của địch là rơi xuống dưới 70%. Cái này thì chắc là sau khi nhận đòn sát thương mà lượng máu mà rơi xuống dưới 70% thì nó sẽ tăng thêm 25% sát thương. Hoặc là nếu máu của tướng đối phương đang dưới 70% thì sẽ tăng thêm 25% sát thương. Thì cái này nó sẽ có hai ý như vậy. Thì anh em nào hiểu rõ hơn về cái ý như này thì anh em comment bên dưới video cho mình nhé. Rồi tiếp theo nữa là kỹ năng này, Jinbei nó sẽ đánh cắp 15% đấy, lượng máu từ tướng đối phương nếu như máu của tướng đối phương là cao hơn 30%. Như vậy là trong cái đòn đánh 1 thì nó sẽ kiểu như là có phần trăm là hồi máu, hấp thu máu từ tướng của đối phương. Đấy, tuy nhiên là giới hạn là không quá 3 lần sức tấn công của Jinbei. Một điểm tiếp theo nữa là khi mà full HP thì sau khi sử dụng đòn đánh của kỹ năng 1 sẽ có 80% là gắn cho địch cái dấu ấn khiêu khích. Đối với cái dấu ấn khiêu khích này thì tướng đối phương sẽ chỉ sử dụng đòn tấn công thường và tấn công Jinbei đấy trong một hiệp, nhưng cái này chỉ duy trì trong một hiệp thôi. Nếu như Jinbei mà tốc độ chậm nhất đấy, trong 10 con tướng của cả hai team thì cái này coi như là phế. Nếu như tốc độ cao nhất thì còn có thể là gây khống chế và buộc tướng đối phương phải sử dụng đòn đánh thường lên Jinbei. Một điểm tiếp theo nữa trong cái kỹ năng 1 đó là sau khi sử dụng kỹ năng thì hồi 15% lượng máu, như vậy cộng thêm 15% lượng máu đánh cắp của địch, như vậy là lượng máu hồi cũng sẽ tương đối là cao. 100% cơ hội là xóa bỏ tất cả hiệu ứng xấu
ở trên người một đồng minh đấy, đang bị khống chế đấy, đang bị khống chế hoặc là đang dính hiệu ứng đó, nhưng chắc là một con tướng bất kỳ thôi. Và một cái điểm cuối cùng trong cái kỹ năng một của Z-Bay đó là 100% sẽ có cơ hội nhận một tầng ấn durability, là cái dấu ấn độ bền anh em ạ. Thì đối với cái ấn này nó sẽ tăng cho Z-Bay là 4% giảm sát thương và có thể cộng dồn tối đa là 10 lần, như vậy là tối đa là 40%. Thì như vậy là đánh giá với kỹ năng một của Z-Bay anh em ạ, thì lượng sát thương đam đơn đấy cũng hình như là cũng giống với kỹ năng một đúng không, cũng là của Z-Bay Thất Vũ Hải, cũng là đam đơn. Tuy nhiên là cái lượng sát thương ở đây thì nó sẽ tăng phụ thuộc vào cái phần trăm lượng máu của địch, và nó sẽ có khả năng đánh cắp lượng máu của tướng đối phương này và khả năng hồi máu này. Ngoài ra một em tướng sát thương thì lại kèm thêm là gây thêm cái hiệu ứng khiêu khích nữa đấy, 100% cơ hội xóa tất cả hiệu ứng nơi bút cho một tướng đấy, đồng minh mà đang bị dính đấy, các cái hiệu ứng khống chế. Thì như vậy mình thấy cũng là toàn diện đấy, gây đam này, tạo hiệu ứng đề búp này và support cho team, và tăng cả cái giảm sát thương cho ta nữa. Thì đấy là kỹ năng 1. Ok, bây giờ anh em sẽ cùng đến với kỹ năng 2 Full HP của Z-Bay nhé. Nội tại kỹ năng 2 đấy, của Z-Bay thì khi mà nâng full thì nó sẽ tăng là 45% sức tấn công này, 25% lượng máu này, 25% tỷ lệ bạo kích này, và 30% kháng sát thương bạo kích đấy, tăng cái 80%, tăng 80% cái kháng hiệu ứng xấu, tức là kháng hiệu ứng debuff đấy cho một đồng minh bất kỳ. Ồ, rất là ok luôn. Và bản thân Z-Bay đấy tăng 80% luôn nha anh em nhé. Gần như vậy thì nếu mà cộng thêm anh em bui thêm cái rune của Haki là kháng hiệu ứng nữa, mình xin lỗi, là bui thêm cái nguy hiệu là kháng 40% hiệu ứng nữa, như vậy là tăng 120% đấy kháng hiệu ứng, thì gần như là sẽ không bị dính cái hiệu ứng debuff. Nhưng tuy nhiên nó sẽ vẫn bị dính bởi những cái mà nó những con tướng nó có cái nội tại kỹ năng đã bỏ qua miễn nhiễm đấy. Rồi tăng 80% kháng hiệu ứng debuff cho bản thân Z-Bay này và một tướng đồng minh bất kỳ. Mỗi khi, nhưng tuy nhiên cái này nó giới hạn này, mỗi khi Z-Bay nhận đủ là 10 cái tầng ấn độ bền, là cái tầng ấn là durability đấy, và cái ấn này và cái kháng này nó sẽ kéo dài là 2 hiệp. Đồng thời là nếu như Z-Bay nhận đủ 10 cái tầng ấn độ bền ở tại thời điểm là bắt đầu của mỗi lượt, ở tại thời điểm bắt đầu nhé, còn nếu cuối lượt thì nó sẽ không tính, mà ở tại thời điểm bắt đầu của mỗi lượt thì sẽ có 100% cơ hội xóa tất cả hiệu ứng xấu đấy, trên người của Z-Bay đấy. Một cái điểm này cũng rất là hay luôn đấy. Rồi ok, bây giờ sẽ cùng đến với kỹ năng ulti. Anh em sẽ quan sát cái ulti của Z-Bay trước, thế sau đó đến kỹ năng của Z-Bay nhé. Rồi, như vậy là vừa rồi anh em đã quan sát cái tạo hình ulti của Z-Bay rồi đúng không? Cũng rất là đẹp luôn anh em ạ. Rồi, ok, bây giờ sẽ cùng đến với cái kỹ năng của nó này. Rất là dài luôn, một cái ulti rất là dài luôn anh em ạ. Đối với cái ulti của Z-Bay, nó vẫn tấn công một tướng đối phương với lượng máu thấp nhất. Thấp nhất ở cái tại thời điểm đó anh em ạ. Tức là tấn công đơn một mục tiêu với lượng máu thấp nhất, gây 404% sát thương. Đấy, 404% sát thương này. Bỏ qua cái giảm sát thương của tướng đối phương là 60% nếu như mà nó tấn công một mục tiêu ở hàng trước đấy, tức là gần như là ở hàng trước anh em thường bố trí các con tướng tanh này, hoặc là em tướng búp này, hoặc đặc biệt là bây giờ bên server Âu, bên server Trung là đang sử dụng em tướng siêu mưa với cái khả năng là tăng giảm sát thương ngay đầu trận là khoảng 80%. Thì nếu như Z-Bay nó tấn công một tướng đối phương với lượng máu thấp nhất ở trong ulti này, nó sẽ bỏ qua 60% giảm sát thương nếu như cái tướng đối phương mà với lượng máu thấp nhất ý nó là cái tướng hàng trước để Z-Bay nó chọn làm mục tiêu, thì sẽ rất là ok luôn. Một điểm tiếp theo nữa là 100% cơ hội xóa tất cả hiệu ứng búp ở trên người của tướng mục tiêu đó đấy, như vậy là nó sẽ xóa tất cả hiệu ứng búp luôn, chắc chắn xóa tất cả hiệu ứng búp nữa. Và Z-Bay nó sẽ nhận đấy, cái dấu ấn là Karate Secret Technique này, tức là cái karate người cá đi anh em cứ hiểu, là nó sẽ nhận đấy,
cái ấn là karate người cá. Thì đối với cái ấn karate người cá này nhá, thì Jinbei nó sẽ tăng đấy sức tấn công của kỹ năng là 30% này đấy, và tiếp theo nữa là cái sát thương bạo kích là tăng 20%, kéo dài 2 hiệp anh em ạ. Đấy, tăng sức tấn công của kỹ năng là 30%, hiệu ứng tấn công là 30% và sát thương bạo kích là 20%, kéo dài 2 hiệp. Tiếp theo nữa trong ulti này, đánh cắp 30% tỷ lệ bạo kích, kéo dài 2 hiệp, như vậy là nó chắc nó sẽ đánh cắp 30% tỷ lệ bạo kích và cộng cho bản thân Jinbei anh em ạ. Nếu như lượng máu của mục tiêu này rơi xuống dưới 70% thì Jinbei nó sẽ gây thêm là 250% sát thương dựa trên sức tấn công của Jinbei. Đấy, cái này thì nó lại liên quan đến cái khả năng là tăng sức tấn công ở cái kỹ thuật karate người cá này này. Đấy, thì ở đây nó lại gây, nếu máu tướng đối phương rơi xuống dưới 70% sẽ gây thêm 250% sức tấn công dựa trên cái sức tấn công hiện tại và gần nhất của Jinbei. Tiếp theo nữa, Jinbei nó sẽ tấn công sát thương nan ấy, gây sát thương nan cho một mục tiêu nữa với 75% sát thương. Đấy, như vậy là nó sẽ ngoài mục tiêu chính thì nó sẽ gây sát thương nan bằng 75% sát thương cho mục tiêu nan đó. Đồng thời này, Jinbei nó sẽ sử dụng, hay nói cách khác là nó sẽ tiêu hết tất cả các cái dấu ấn là độ bền, tiêu hết tất cả các cái dấu ấn độ bền. Đấy là cái dấu ấn là durability này, và nó sẽ gắn cái ấn là wound, tức là cái ấn vết thương đấy cho tướng đối phương mà chịu sát thương bởi kỹ năng này. Thì đối với cái dấu ấn quân này thì nó sẽ gây 100% sát thương đấy cho tướng đối phương và dựa trên cái sức tấn công của Jinbei tại thời điểm đó. Đồng thời cứ mỗi cái tầng ấn durability, tức là mỗi cái tầng ấn độ bền mà bị xóa bỏ đi ấy, thì sẽ tăng sát thương là 20%. Như vậy nếu Jinbei nó có 9 cái tầng ấn là độ bền thì sẽ tăng là 180% sát thương, cộng với 100% sát thương là 280% sát thương anh em ạ. Như vậy thì cái con tướng mục tiêu đó nó sẽ nhận lượng sát thương cực là khủng luôn. Tiếp theo nữa là khi mà nhận cái cái đấy thì vẫn là rồi. Tiếp theo này, đối với hiệu ứng này nhé, nó sẽ bỏ qua miễn nhiễm hiệu ứng để bút, như vậy là mặc định là con tướng sẽ bị dính hiệu ứng đó. Mỗi một cái tầng ấn là độ bền bị xóa bỏ đi, nó cũng sẽ tăng cho Jinbei là 5% giảm sát thương. Như vậy là nếu có 9 tầng ấn bị xóa bỏ thì Jinbei nó sẽ tăng là 45% giảm sát thương, kéo dài một hiệp, như vậy là chỉ trong cái tên đó thôi. Đồng thời này, Jinbei sẽ sử dụng lại kỹ năng ulti đây này, sử dụng lại kỹ năng ulti này. Nếu như Jinbei nó tiêu, tức là nó sử dụng ở cái lần này là hết 10 tầng ấn durability, tức là nếu như nó đã tích được 10 cái tầng ấn là độ bền thì nó sau khi nó xóa đi, nó gây sát thương xong, nó sẽ lại có khả năng sử dụng lại một lần kỹ năng ulti này nữa. Như vậy thì lại rất là tuyệt vời luôn, lại gọi là anh em họ hàng với cả em tướng là Nico Rubin, bởi vì Nico Rubin thì cũng có khả năng là sử dụng lại kỹ năng ulti anh em ạ. Thì đấy là cái kỹ năng ulti của em tướng Jinbei. Bây giờ anh em sẽ cùng xem cái kỹ năng đánh thường của Jinbei nhé, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang kỹ năng 4. Rồi ok, vừa rồi anh em đã xem kỹ năng đánh thường của Jinbei rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội tại kỹ năng 4 của Jinbei nhé. Đối với nội tại kỹ năng 4 của Jinbei anh em ơi, thì vào đầu trận thì Jinbei nó sẽ nhận cái dấu ấn là Sea Knight, tức là kiểu như là hiệp sĩ biển cả này. Đấy, thì đối với cái dấu ấn này nó sẽ tăng cho Jinbei là 30% sát thương, 20% tỷ lệ báo kích, 30% là giảm sát thương. Đấy, và đồng thời nhé, nó sẽ tăng là 30% sát thương, 30% sát thương cho cái đòn đánh ulti. Đây cái đòn đánh ulti tên của nó là Vagabond Drill này. Đấy, Vagabond Drill này. Thì ở đây nó là đồng thời cũng tăng 30% sát thương cho cái đòn đánh ulti. Như vậy đòn đánh ulti của chúng ta sẽ lại được nâng cấp lên, và hiệu ứng này nó sẽ kéo dài đến cuối trận, không thể bị xóa bỏ. Tiếp theo nữa, lượng sát thương của một đòn đánh tối đa mà Jinbei nhận về đấy, trong một lượt nhá là nó ở cái lần đầu tiên, tức là ở cái turn đầu tiên sau khi ra trận, nó sẽ không vượt quá là 40% lượng máu tối đa của Jinbei. Tức là như nào? Tức là theo mình hiểu là khi mà bắt đầu vào trận ấy, vào trận hai team gặp nhau thì ở trong cái turn 1 Jinbei nó sẽ không nhận quá 40% đấy
lượng sát thương sẽ không vượt quá là 40% lượng máu tối đa của gen bệnh. Tiếp theo nữa, khi bị tấn công thì sẽ có 100% cơ hội là nhận dấu ấn là độ bền, nhận một tầng của dấu ấn độ bền. Tiếp theo, khi nhận sát thương nhá, vượt quá 30% lượng máu tối đa hoặc là lượng máu tối đa của gen bệnh, lượng máu của gen bệnh bị giảm xuống dưới là 50% thì gen bay nó sẽ hồi ngay lập tức là 35% lượng máu này, đồng thời nó sẽ nhận hai cái tầng ấn là độ bền, nhận hai tầng ấn độ bền thì hiệu ứng này nó dạng xuất hiện tối đa 2 lần trong một hiệp đấy. Như vậy là rất là trâu luôn anh em ơi, bởi vì là lượng sát thương không vượt quá 35% này và đồng thời là lượng máu rơi xuống dưới 50% thì hồi 35. Ví dụ không con khác tấn công vào lại tiếp tục là vượt quá 35% này, hoặc là máu của gen bay vừa tăng lên lại giảm xuống dưới 50% thì nó lại hồi 35% HP anh em ơi. Như vậy thì rất là trâu luôn, xuất hiện 2 lần trong một hiệp cơ anh em ạ. Đấy, tiếp theo nữa, khi nhận sát thương chí mạng tức là cái sát thương gây chết đấy thì nó sẽ miễn tử này, xóa tất cả hiệu ứng xấu và hồi 40% lượng máu. Ok, đồng thời sẽ tăng là 20% sát thương này, 20% giảm sát thương này, kéo dài một hiệp này, và hiệu ứng này nó sẽ xuất hiện tối đa là 2 lần một trận và tối đa là 1 lần trong một hiệp. Đấy, như vậy là ngoài cái khi mà nhận sát thương này vượt quá lượng máu này, máu rơi xuống dưới 50 này thì sẽ hồi máu 2 lần một hiệp này, tiếp theo nữa là lại là miễn tử 2 lần trong một trận và tối đa 1 lần trong một hiệp, rất là ok luôn. Tiếp theo nữa là nhận 5 tầng ấn độ bền khi bắt đầu trận đấu. Úi giời, như vậy là bắt đầu trận đấu thì gen bay nó sẽ tăng là 20% giảm sát thương rồi anh em ơi. Ok luôn nhá. Với mỗi level và một điểm quan trọng nữa của gen bay này anh em ơi. Điểm quan trọng nhất này làm lên cái đặc trưng của gen bay này. Với mỗi tầng ấn độ bền durability này thì nó sẽ tăng sức tấn công vĩnh viễn cho gen bay là 2% và up tối đa lên đến 60%. Ơi giả. Như vậy là đúng không? Nếu như gen bay sau cái khả năng kỹ năng multi nó sẽ xóa cái duration, lúc đó nó tích được tầm 7 ấn. Như vậy là gen bay nó sẽ tăng vĩnh viễn là 7-24% rồi. Tiếp tục nó lại tích lại thì nó sẽ tiếp tục cộng dồn, chứ nó sẽ không xóa cái sức tấn công đã cộng từ trước đi, và tối đa là tăng 60% sức tấn công anh em ạ. Như vậy thì anh em có thể thấy là tăng rất là cao cái phần trăm sức tấn công, cộng thêm đây nhá, cộng thêm vào cái đòn ulti này, cái kỹ năng là bí kỹ karate người cá này đấy, tiếp tục là khi mà sử dụng ulti là tăng 30% sức tấn công, thì mình nghĩ là nếu mà tối đa thì gen bay có thể nó tăng đến 90% sức tấn công anh em ạ. Đấy, tuy nhiên là tăng vĩnh viễn là 60, nhưng mà vào cái đòn đánh multi thì nó sẽ tăng là thêm 30 nữa là 90% sức tấn công, thì sức tấn công của gen bay nó sẽ cực khủng luôn anh em ạ. Đấy, nên là cái việc của anh em bui gen bay thì là mình sẽ bui sát thương bạo kích càng cao càng tốt, và tỷ lệ xuyên giáp càng cao càng tốt, và thêm cái chấn động nữa thì quá tuyệt vời luôn. Thì đấy là ở video ngày hôm nay thì mình muốn review cho anh em về cái bộ kỹ năng của gen bay full HP, và gọi là một chút sơ qua về tạo hình cái bộ kỹ năng đấy của em tướng Jinbei là như vậy, kỹ năng 1, kỹ năng 3 và đánh đòn đánh thường của Jinbei là như vậy, để cho anh em quan sát một chút nha anh em nhé. Còn cụ thể khi có những cái trận đánh hay của em tướng Jinbei thì mình sẽ gửi tới anh em đấy, các cái trận đánh của Jinbei về sau nha anh em nhé. Rồi, ok, xin chào anh em nhé.